Trời ơi, dâu quá trời nè, đừng nhặt lè đó chứ không bị cướp mọi người ơi. Hello mọi người nha, chào mừng mọi người tới kênh của Rino nè. Rồi, chúc mọi người có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ nha. Rồi, không biết là mọi người thi có tốt không? Và mọi người thi xong chưa nhở? Hãy bình luận cho Rino biết luôn nha. Ok, thì hôm nay cùng mình đi nhặt dâu nha mọi người. Rồi, đây là một cái sự kiện mới của Play Together nha. Thì chúng ta yêu cầu phải nhặt là 500 trái dâu đó. Thì không biết là mọi người đã đủ chưa? Thì Rino hôm nay cũng đang đi nhặt nè mọi người, và cũng gần đủ rồi nha. Thì ngoài nhặt đủ 500 trái dâu này á, thì chúng ta sẽ nhặt thêm dâu để chúng ta có thể chế được những cái mít dâu này kia để chúng ta bán để lấy xu nha mọi người. Cái xu đó sẽ dùng để chế vé đó, thì hồi nữa Rino sẽ cho mọi người thấy nha. Còn làm sao để nhặt được nhiều dâu như thế này, thì đầu tiên chúng ta phải có một cái map trống nha mọi người. Và làm sao để có map trống á, thì mọi người hãy vô game treo ở trong cái khu vực hái dâu này nè. Tầm khoảng 4-5 tiếng thì chúng ta sẽ có được một cái map trống nha mọi người. Và nếu như mà để chắc chắn hơn thì mọi người nên qua server châu Âu hoặc châu Mỹ nhé, để treo nhé. Đó, thì bên đó cái tỷ lệ mà được map trống nó sẽ nhanh hơn xíu đó. Ở Rino treo đâu đó khoảng 2 tiếng là sẽ được một map trống ở bên server nước ngoài. Còn cái server Việt Nam á, treo rất là lâu nha mọi người. Đó, không biết là mọi người on game khá là nhiều luôn nha. Đấy, Rino đi nhặt nãy giờ mà nhặt hoài không hết dâu nè mọi người. Thì đây là một cái map trống nha. Còn nếu như mà bạn nào mà không có map trống á, thì Rino sẽ chỉ cho mọi người một cái góc gọi là ít người lên nha mọi người. Đó, ít người lên chứ không phải là không có ai lên, nhưng mà mọi người cứ đứng trên này mọi người canh, thì tỷ lệ nhặt được dâu á thì vẫn cao hơn là chúng ta chạy vòng vòng á. Rồi bây giờ cùng lên cái vị trí đó với Rino nha. Thì đây chính là cái vị trí mà Rino nói nha mọi người. Đó, thì nếu như mà bạn nào muốn nhảy lên đây á, thì chúng ta có thể sử dụng pizza gà tôm và gà xì dầu để tăng cái lực nhảy của mình lên. Hoặc là mọi người có thể sử dụng những cái phương tiện á, có thể nhảy lên được nha. Đấy, thì chúng ta chỉ cần đứng ở đây canh thôi là chúng ta có thể nhặt được hai bên khu vực này nè. Đó, bên này và bên kia nữa nha mọi người. Thì nhiều khi mọi người lên đây mọi người cần phải nhảy lên á, nên mọi người cũng ngại á mọi người. Đó, nhiều khi có nhiều bạn là không có nhảy lên tới đây luôn á. Đó, tới đầu kia là quay đầu rồi. Đó, nên mình chỉ cần đứng đây mình canh thôi là mình cũng nhặt được rất là nhiều dâu nha. Đó là dành cho những bạn mà không có map trống á. Còn có mất trống thì chúng ta cứ đào xung quanh chúng ta nhặt thoải mái nha mọi người. Và hôm cập nhật xong á mọi người, thì có rất là nhiều bạn câu được cá voi lưng gù đủ màu và rất là nhiều cá bảy sắc cầu vồng nha. Thì đó là do lỗi của game nha mọi người. Đó, thì cá này hiện tại là chưa có ra nha, nhưng mà hôm nó cập nhật do lỗi nên là cá xuất hiện luôn. Thì có một số bạn câu được á thì nó sẽ vẫn còn nhé. Còn như bây giờ chúng ta sẽ không câu được nha. Bây giờ nếu như mà bạn nào mà muốn câu loài cá mới đó thì chúng ta phải đợi bản cập nhật sau thì mới câu được nhé. Rồi sau một hồi ở trong map trống thì mình cũng đã nhặt đủ 500 trái dâu tây rồi mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ nhận quà nha. Rồi quà trong này rất là nhiều luôn nha mọi người. Rồi tiền sao nè, kim cương nè, và vé bốc thăm hộp dâu nha. Đó, ngoài ra chúng ta có bảng tên nữa nè. Rồi để tí mình xem coi là bảng tên gì nha mọi người. Đấy, nhận quá trời quà luôn nè. Và trong video này mình sẽ có một event nhỏ nhỏ cho mọi người chơi nha. Thì mọi người hãy like video này cùng với đăng ký kênh của mình, kèm với lại bình luận tên nhân vật của mọi người nhé. Thì mình sẽ chọn một bạn ngẫu nhiên may mắn, mình sẽ tặng một trong hai cái mặt này nha. Rồi nếu như bạn muốn chọn mặt nào thì bạn nhớ comment tên của cái mặt đó luôn nha mọi người. Rồi bây giờ để mình xem coi là bảng tên gì nha mọi người. Và sao là bảng tên đầu bếp ta? Hình như mình có gì sẽ sai. Đây rồi, chủ nông trại dâu tây. Đây, đó chính là cái bảng tên mà mọi người sẽ nhận được khi chúng ta nhặt xong 500 trái dâu nha mọi người. Thì những trái dâu chúng ta nhặt được ấy, thì chúng ta có thể vô cái nhà này để chúng ta làm mít dâu nha mọi người. Đó, mít dâu thì chúng ta sẽ bán được xu nha. Đó, bây giờ mình sẽ làm mít dâu nha. Rồi mít cao cấp thì chúng ta cần phải có dâu vàng nè. Còn những cái nguyên liệu khác thì chúng ta có thể mua trực tiếp ngay tại quầy này luôn nhé. Rồi, dâu chín thì chúng ta sẽ làm mít dâu thường nha mọi người. Sau khi làm mít dâu xong thì mọi người sẽ chạy xuống cái nhà màu hồng này nè. Ở đây chúng ta sẽ gặp NPC Jam nha. Đó, ở đây chúng ta sẽ có chế tạo nè và bán dâu nè. Đó, thì những cái hộp mít dâu sẽ có giá khác nhau nha mọi người. Đó, như hộp dâu cao cấp sẽ có giá là 25 xu nè. Dâu thường sẽ là 10 xu nha. Đấy, chúng ta sẽ có rất là nhiều loại giá luôn. Thì mọi người nhớ là bán sao nhưng mà chúng ta phải chừa lại để mai chúng ta làm nhiệm vụ nha. Rồi, như mình hôm nay là sẽ bán được 68 xu nè mọi người. Và cái xu này chúng ta sẽ dùng để chế vé nha, vé bốc thăm nè. 10 vé chúng ta sẽ tốn 500 xu nè. Đó. Rồi, sẵn tiện mình có 15 vé nè, mình sẽ bốc thử xem coi là có ra gì không nha.
Ấy, tôi ra cái khăn trùm mọi người. Trời ơi, cái khăn này dễ thương nha. Rồi, còn 10 vé nè, tôi sẽ bốc luôn một lần 10 hộp nha. Ủa rồi 10 hộp ra cái gì không vậy nè? Ôi trời ơi. Trời ơi, mọi người cứu tôi với, 10 hộp của tôi kìa. Trời ơi, nhân phẩm mở từng hộp thì hên chứ mở 10 hộp xui nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã coi video ngày hôm nay nhé.